Omicron và 4 việc cần làm trong Tết Nhâm Dần. Với tinh thần sống chung an toàn với virus trong bối cảnh biến chủng Omicron lan trên toàn cầu, việc hiểu và đối phó với virus là quan trọng để lèo lái con thuyền đứng vững trước những làn sóng dịch thứ N trong tương lai. Sau Tết chắc chắn số ca nhiễm sẽ tăng, ít nhiều tùy theo mức độ di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ, di chuyển trong nước, giữa các thành phố tỉnh và từ nước ngoài về khi mở lại các chuyến bay thương mại, khi cho phép du lịch tái hoạt động. Vậy việc truy vết cách ly tập trung nghiêm F0, F1 như trước đây đối với những trường hợp nhiễm Omicron thì có giúp giảm tốc độ tăng số ca nặng và tử vong không? Chắc chắn là sẽ không, kể cả khi áp dụng phong tỏa, đợt dịch nặng vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy rõ điều này. Vậy nếu tỷ lệ chủng ngừa đã cao thì chúng ta hành động như thế nào để số ca nhiễm tăng nhưng đừng tăng quá nhanh và hệ thống y tế đáp ứng kịp thời trong tình huống xấu nhất? Nên làm những việc sau ngay từ trước Tết để đạt được hai mục đích này. Ngành y tế nên chuẩn bị sẵn sàng thuốc kháng virus trong hệ thống phân phối thuốc công và tư, thuốc cho cả nhóm bệnh nhân nhẹ và nặng. Xây dựng chắc chắn mạng lưới theo dõi và cung cấp oxy ở tuyến cơ sở, phường xã để xử trí sớm và kịp thời các trường hợp chuyển nặng trong tình huống xấu nhất. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tuân thủ 5K khi ra ngoài, lưu ý rằng điều này không thể quyết định được tất cả vì luôn luôn có một tỷ lệ nào đó người dân kém ý thức. Việc truy vết vẫn phải thực hiện đúng đối tượng nhưng không nên cách ly tập trung những ca nhẹ. Hãy xem như những ca nhẹ này như nhiễm biến chủng khác, chỉ cần cách ly tại nhà. Như vậy sau Tết diễn biến dịch sẽ khó lường, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để không nao núng, sống chung an toàn với virus, để không phải phong tỏa lại, để kinh tế vẫn phát triển mà tính mạng người dân vẫn an toàn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.